Oh wow, cô chú coi nè. Cái bức tranh này là con vẽ hả chị? Yeah. JD did this. Oh my goodness, cô chú coi nó vẽ nè. She's getting really good at coloring. Yeah. Con vẽ mà tại sao tóc dài dữ rồi con? Because we pencil at her hair. Oh. Stuck to her. Tại hàng chi? It's stuck to her. It's stuck to her. Oh, cái này là vẽ Rapunzel. Rapunzel là vẽ tóc dài là phải rồi, mà tóc của Rapunzel cuốn cái con này luôn hả? Yeah, but that was when he was little like a girl, when he was little like a girl. Then he grow bigger and bigger. Then he could grow like a girl. So why is why is Rapunzel attacking that little kid? Sao vậy? Sao Rapunzel cuốn cái tóc vô đây? No, he have a new girl. Quá đẹp luôn, màu sắc. He have a girl now. Quá trời luôn rồi, nếu mày coi ai nhắn tin mày đây. Okay. Mom, no, that's not Rapunzel. That's her That's when he was little. À, ai, cái này là Rapunzel còn nhỏ hả? Yeah. Trời, mà nên màu sắc con chọn thì mẹ thích quá, nó quá là nổi luôn con. Nó vừa có cam, vừa có xanh, vừa có đỏ, vừa có nâu, vừa có xanh lá cây. Trời đất ơi, mẹ thích cái màu này quá. Wait, I should draw this one. Gì nữa? Wait, I should draw in the back. Trời, đừng dễ đẹp dữ hả Tài, hả Tài? Hả Tài? Bà ơi, Tài luôn á. Cô gái bánh tè này dở dễ dở nhất rồi Tài. You're making me ugly, but it's okay. You can draw on the brown like that one. Thôi, đó cô gái bánh tè dễ dở quá, gái bánh tè ơi. Hả? Con có phải gái bánh tè không? Yeah, I'm a good drawer. À hả, con là good drawer, đúng rồi. Con là người vẽ giỏi. Đây cô chú ơi, à, giờ nó vẽ thêm này nữa nè. Đó, nó nói mẹ cũng muốn mẹ quay video của con. Cái này là nó tự muốn đó, chứ Ngọc không có ép nó quay video nha. Phải không con? Con muốn mẹ quay phải không con? Con giả lớn lên. Dạ mẹ. Đồn rồi. Đây, đừng ồn ồn. Đây là hộp màu thần kỳ của Jay. Đây là hộp thần kỳ hết con ha. Cái hộp này là... Mom, you be the witch. Oh, I will be the witch and I will draw the spell. Trời ơi, bây giờ nó nói nó sẽ là người phù thủy và nó draw the spell, có nghĩa là vẽ cái lời nguyền. Đâu hả? Cái mau đâu? Cái miệng dính gì vậy? Nghe như này nè. Dính si cô la hả? Cũng dính màu hả? Chết hồn. No, that's what I was wiping it off and it was not come off. À, đây mày chùi cho. Đây mày chùi, mày béo cái má, cái mày chùi cho. Chu cái mỏ ra mày mới chui được. Chu mạnh ra mày mới chui được. Đúng. Chu méo mỏ qua. Okay, now yeah, I should draw. Trời ơi, ông dễ đẹp ghê cô chú. Cái bức tranh nó rất là sống động không? Chết rồi chay ơi, cái bức tranh này quá sống động rồi chay ơi. Quá dữ rồi. Ủa cái này là gì vậy? This is a pillow, so no, this is a pillow, so it can sleep. Trời ơi, cái pack pillow là cái này là cái gối, mà cái gối ôm đó cô chú. Cái gối ôm mà đeo trên vai đó. Để cho Rapunzel á, cái nó máng cái tóc nó lên nó ngủ. This is her mama and this is Rapunzel mama. And this is Rapunzel mama too. Rapunzel mama gì, hai người dữ vậy, một người thôi. No, he can't be best friend. Hả? So, best friends, everything else. Trời ơi, đẹp ghê không? Chỉ gì nữa vậy? Sao màu nhiều dữ vậy? No, à, chưa xong nữa. Cô chú bên đây là coi, ngồi coi là... Ê, bây giờ chút nữa con vẽ cho mẹ cái con spider đi. No, I can't. Hả? Không có vẽ? Trời ơi, con biết vẽ cái con nhện thì sao con nói con biết vẽ? Không, mẹ không có thích con vẽ của mấy cô gái nữa. À, mẹ chỉ thích con vẽ con spider. Con phải cho cái bộ não mình nó phát triển hơn. Con phải vẽ thêm là con gà nè, con cá nè, con chim nè, con chó nè, con mèo nè, con chay nè. Something gì nữa? Trời ơi, làm bộ lấy đồ đó. Mong mè không? Trời ơi, qua lá hẹ không? Mom,
Đây này mặc đồ quá là hẹ quá à. Ôi trời ơi, bíp bíp nè, bíp bíp và búp nữa. Mom, you're sitting on my pencil. You want me still recording? Ừ. Are you still recording me? Đúng rồi, mẹ vẫn quay phim con với mẹ đâu dám nhúc nhích. Đúng rồi, mẹ đâu dám nhúc nhích đâu con. Mẹ không dám nhúc nhích cục cửa gì hết đó. Con nói mẹ ơi đừng nhúc nhích. Mom, con nói mẹ ơi đừng nhúc nhích. Mom, no, pretend to be nhúc nhích. À, giả nhúc nhích hay là bộ nhúc nhích hả? Ok, hey. Mẹ nhúc nhích nè, mẹ nhúc nhích nè. Nhẹ nhúc nhích nè. Trời ơi, nó kêu là làm bộ. Trời ơi, muốn chui cái hộp đó ngủ trong luôn hay gì à? Hả? Thì lấy màu mà chui vô cái hộp đó ngủ luôn hay gì? Ủa con nhìn màu mà con nhìn kiểu đó rồi sao con thấy đường? No, mom, I'm just looking where to pick like this. Ok. Quá trời luôn. Thôi bây giờ con vẽ con khác đi, vẽ cái đó vô rầu quá, trẻ nó chán quá, vẽ khác đi. No. Trời con đi coi ngồi vẽ nè, nó đứng ngồi vẽ. Nó quấn cái đất ghê vậy luôn á. No. Nice puppy. Hey, I'm not a puppy. Yes, you are. No. Gì vậy? This color is perfect. Okay. This color is perfect. Trời ơi sao con mix mấy cái màu này lại với nhau vậy? No, it's gonna be dark rainbow. Trời ơi sao mình là sao lúc nào con cũng It makes Ngồi xuống. Mom, it makes to dark green. Nhưng mà mẹ nói con nè, rainbow á, cầu vồng á thì lúc nào cái màu người ta cũng sáng đẹp rực rỡ. Tại sao lúc nào con cũng làm cầu vồng màu đen? Because I like it with this color. Tại vì con thích cầu vồng màu đen hả? Uh-huh. Ngộ đời trời. Mẹ là mẹ thích mấy cái màu này nè. Đó, mẹ thích mấy màu tươi sáng rực rỡ nè, đó. Rồi tại sao con lại thích màu đen? Because I really like those. Trời ơi, con thích màu vậy hả? Con lạ đời quá. Không, bây giờ mẹ muốn con vẽ con nhìn nhện. No. Mẹ muốn con vẽ con gì đó. No. Con xì bay cờ đờ. No. Thảo con nó gọi nó đọc cái đó là xì bay cờ đờ hả con? No, spider. Sao? Spider. Xì bay cờ đờ. No, spider. Nó lại nhớ chậm thôi. Spider. Chậm thôi. No, I'm just making it. I can make it here. Nhưng mà con chỉ mẹ là con phải nói chậm thôi. Xì bay cờ đờ. No, spider. Em đừng, con nghe mày nói nè đúng chưa nha. Spider. No, not dog. Nó lại chỉ mẹ lại. Spider. Oh, spider. Đúng chưa? Yeah. Ok. Not spider. Hả? Not spider. Nó spider hả con? Hề ghê, học tiếng Anh dỗ ghê tao. Học tiếng Anh mấy năm mày? Hả? Two and a half. Ôi trời, 2.5 hả? Two and a half. Trời ơi, học tiếng Anh 2 năm rưỡi hàng chi, tiếng Anh dỗ ghê. Trời ơi, quá trời viết luôn rồi nè. Mẹ học tiếng Anh mới có 6 năm mà. Ai cho con cái này vậy? Cái chị đi thấy con dễ thương quá chị cho phải không? Yeah. She know I draw really good. Sợ y si, mom, know. Mom, let's stick it together. Mom, you shouldn't stick it together. Xin lỗi, lỗi của mẹ. Xin lỗi chay ngang lần, xin lỗi chay. Mom, I was not done with. Nhưng mà mẹ muốn đóng lại. Tại vì nếu mà cái màu này mà con để ra nè, nó sẽ bị hư cái cục đất sét của mình. Ok. Con vẽ con gì á? Bây giờ con vẽ hai cái bà mà đi vô đi. Cái câu chuyện mà hai cái bà mà đi vô Rosary gặp nhau á. Cái đó mày hay. Come on đi đâu? Come on. Đi đâu? À là con chờ mẹ coi. Đâu có trên này đâu. À, mất tiêu rồi, cái bức tranh nó mất tiêu rồi. Bây giờ con vẽ lại đi, ok? Vẽ lại đi. We want to preserve them, so... Đây, đi con, đi con. When you're older. Oh, wow, you finished it? Can you show me it? Not yet. No, now I want her to draw the rosaries, two ladies.
Ok, con đang vẽ hả? Đó, bây giờ con vẽ lại đi, vẽ lại. À, bây giờ con vẽ lại hai người phụ nữ đi. À. Nãy nó dẫn Ngọc tới, nó tưởng là hả, nó còn giữ được bức tranh đó mà, ai ngờ bức tranh nó mất tiêu rồi. Coi đi xuống kiếm màu nè, coi được đời không có ai kiếm màu kìa đó. Trời ơi, cần thêm màu nữa hả? Bao nhiêu đó chưa đủ hả? Trời, dễ gì vậy? I'm just hearing the big rabbit have it's just a bee. Thôi, dễ gì vậy? A bee. Ôi trời, cái tay điêu luyện dữ cái tay. It's a bee. He shake his booty out like this. À, con có cái con thỏ nó đứng lắc đít nó vậy hả? Yeah. À. Funny. À, đi vui hả con ha. Rồi con chó nó nằm nó vẽ vậy hả con? Này con chó nằm vẽ nè. Yeah, like that. À, con chó sủa làm sao? Mom, he sits like this. À, con cho chó nằm vậy đó, nó sủa làm sao? Chay là con gì? Chay là con gì? Chay là con gì? Chay là con gì? Hả? Con gì? Ôi trời, mới đây vẽ mà vẽ mặt người lẹ. Ủa? Sao nó vẽ con thỏ mà sao giờ vẽ này giống như mặt người vậy? Vẽ lẹ. Mới thấy gì vẽ tầm bậy bạ hoạch như giờ thành người thôi. Trời ơi, họa sĩ chứ tài. Này là tài luôn á. Quá luôn rồi, quá đọc rồi. Hả? Sao? Ok rồi, để mẹ cho mẹ mẹ nha. Don't show like inside, okay? Dạ chị hai. Đây nè, đó em vẽ xung quanh. Rồi vẽ gì nó có quạch cái giờ thành ra mặt người thôi. Sao khó hiểu rồi tài. Ok, sao bà lê. Quá hay luôn sao bà lê. Nó bữa nó vẽ không biết có chưa có kể. Bữa kể cô chú câu chuyện chưa? Mom, hai người phụ nữ. Mom, I think I can okay. Mom, I chose this beautiful dress. Ờ. Nó vẽ hai người phụ nữ đi vô siêu thị đụng nhau, rớt bay đồ lên, rớt đồ, một đồ thì bay lên trời mà còn đồ thì rớt dưới đất. Đó, dữ không? Chay à. Thôi con ngủ ở trong đó luôn đi. Tối nay là mẹ đóng thùng cho con ngủ trống luôn cho con khỏe. No, à con không có ngồi dừa, con nói đi, con không dừa. Con không dừa. Chứ dừa là con ngủ rồi. Rồi con ngủ rồi. Đúng rồi. Ôi trời ơi, relax dữ rồi trời. Con nói đi, con không dừa. Không dừa. Dừa là con ngủ rồi. Look, đúng rồi, con không dừa, nói đi. Cái con nói cái thùng nhỏ xíu. Con bự chảng. Chà bá lửa. Nó đi. Con ba trận không? Con ba trận dễ sợ không? Rồi chơi vậy chơi kỳ vậy? Chơi gì? Làm hồi cái bể cái thùng luôn, cái hết thùng để đựng viết bút luôn. Thôi giờ vẽ khác đi, vẽ đó chán quá, mẹ còn chán nè. Ờ, anh nói chán hả? Nên nó là anh nói chán nha cô chú nha. Mom, I'm speaking English now. Cô đang nói tiếng gì á? I'm speaking English. Tiếng gì? Mom, tiếng of the loud noise of... Tiếng Việt. Tiếng Việt. Con có yêu bà ngoại không? Dạ. Con nói đi, con nhìn vô camera con nói đi, con yêu bà ngoại. Nói đi. Con nói là bà ngoại bà vui lắm á, nói đi. Con nói đi là bà ngoại bà vui lắm á, con yêu bà ngoại. Lớn lên. Con yêu bà ngoại. Đúng rồi. Toy accessory. Toy accessory, đúng không chay? Ồ, vậy hả con? Hôm nay đọc lại nha, accessory. Accessory. Con su ba lì là gì? Accessory. Con su ba lì là gì? What is su ba lì?
No, Sasuri. Subali có nghĩa là con... No, Sasuri. No, nhưng mà Subali, Subali có nghĩa là con chay nó lì. No, no, Sasuri. Bắp là. Bắp là gì? Quá trời rồi, có một cái bức hình này mà nãy giờ mà vẽ hồi nãy giờ mà 20 phút chưa xong. Họa sĩ gì lẹ mà kỳ vậy? Họa sĩ gì mà vẽ trời trời, họa sĩ nãy giờ vẽ nhiều mà rồi chưa xong mà. Vậy vẽ đây nữa hả? Không mà sẽ gì sĩ giờ vẽ lên chứ chúng vẽ thành cái mặt này nha. Họa sĩ vẽ khó hiểu gì chứ. Vẽ hồi nhìn thành mặt luôn. Cái đó gì gần đám mây hả con? No, that's mây đó con. Mom, no, that's when they put all the toys up. Là sao? That's when they put this pillow down here and down here. À, cái đó. All of this down here. À, cái đó là cái thùng đồ chơi phải không? Yeah, and this is the squishy pillow. À, đựng đồ chơi hả con? This is squishy pillow. Cái gói mềm đó, cái squishy là cái squish squish squish. How you make me like that? À, mày làm con vẽ sai rồi hả? Sorry con nha. No, no, tại vì con nói squishy nên là mày nhìn con mày muốn ngắt ngắt cái squishy gì nè. Squishy squishy gì nè. Squishy squishy. Đúng lắm rồi, đây đục đàn á, đục nọc của tôi á. This is the fake remote. This is the fake remote. Cái gì con? The fake remote. À, cái đó là cái máy điều khiển á hả con? Yeah, nói tiếng Việt bớt đi. Mom, first you gotta buy something. It's the whole one. This one should put in here too. À, mua đó. Nhưng mình phải mua cái máy điều khiển đó hả con ha? And this one's a puppy one. Just let me show you what it is. Dễ được miết luôn á, rộng không bánh á, không có đùi bánh á. Nó đùi thương quá, không đùi. Có đặt cái đùi thơm ghê. Now it's a horse. Let me show you, it's not a horse. Trời, cái bàn tay mà hết màu rồi hả? Bàn tay hết màu rồi. Yeah. It's okay, you have polish. À, mẹ trời, con biết cái đó kêu làm polish luôn hả? Trời ơi, ghê vậy trời. Nó nói hả, cái tay hết màu đâu có sao đâu, mẹ có nước sơn ở nhà mà, có được đời không? Mà tại sao, ủa, ai nói cho con cái từ đó mà con, à biết rồi, con coi YouTube phải không? Người ta nói cái từ đó là polish nên. Con chay này nó có bị gì không vậy ta? Gì chay? Rảnh thiệt á. Má trợ không? Dễ sợ thiệt. Con là nó buồn ngủ hay gì nè, có buồn ngủ không? Con buồn ngủ là si lì lắm á. Are you sleepy? Yes, very sleepy, oh my god. I think you're sleepy, JD, because you've been so silly. No. Yeah. No. Mẹ nghĩ là con buồn ngủ á. Chứ con mà thường là con không có cơ. Có bà trợn gì vậy đâu cha. Buồn ngủ không? Look at this, I paint her. Ồ, con vẽ con này hả? Yeah. Trời ơi, vẽ đẹp dữ rồi. Cái này ai trời? This is actually from the movie Everywhere. Ồ, con biết cái này làm gì không? Bây giờ con bỏ đất sét vô, bỏ Play-Doh vô là... Mom, okay, where's the Play-Doh? Rồi, bỏ Play-Doh vô là sẽ thành cô gái. Okay, I'm going to... Bỏ Play-Doh vô là sẽ thành cô gái. That's her ngồi back. Khép chân lại chút coi, ngồi khép chân lại chút. No, I got four. See, no, no, cũng thấy, tại vì cái quần này cái ống nó rộng lắm, đúng rồi. Mom, why daddy always let me wear something? Why daddy always let me wear some clothes like that? That's what she meant. Like what? Like because of this one is too big. JD, ngồi ra ngoài, ngoài. That one is too big. Uh-huh. But I didn't put those on. Mommy did. Mẹ mặc cho con á. No, you can't. So you're mistaken, JD. What you say? When you do some mistake, what you say? Sorry. Sorry who? Sorry. Sorry, Daddy, because you. Wow, con trai nó giỏi ghê. Trời ơi, đừng. Thế chạy nó giỏi cho cô chú, nó làm thành. Trời ơi, con cái lưng nữa, mày coi. Mom, cho cô chú coi coi. Don't squish it. Squish it. No! 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 No!
Sorry, 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 sorry. Tình yêu hơi ngàn lần xin tha thứ. Mom, next time don't swish it. Okay, mẹ không it. Làm nữa, mẹ không làm nữa. Xin lỗi con nha. Xin lỗi chay ngàn lời. Xin lỗi chay. Hồi nãy giờ quay lâu quá nè, nãy giờ hai mẹ con sầm sàm quá trời nhiều rồi nè. Thôi giờ bye bye cô chú đi. No, I don't want to. Thôi đủ rồi, bye bye cô chú đi con. No. Chứ sao, con muốn cô chú con chơi hả? Nói bye bye cô chú và các bạn. Đây, bye bye cô chú và các bạn. No, I don't want to. Không muốn cũng phải bye bye nữa.